Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của mình là Mèo Đen đây. Yo, và hôm qua Roblox Free đã tập nhập một cái sự kiện mới khá là đặc biệt. Đó là sự kiện mừng 10 tỷ người chơi, trong khi thế giới mới chỉ có 8 tỷ người. Thực ra là chỉ có 7 tỷ ID thì dân số là của dân số. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói về game Roblox Free. Thì hôm nay mình phát hiện ra một cái item khá là đặc biệt, và thêm một cái nữa chính là một cái màu haki mới. Và cách thế nào để lấy được nó thì hôm nay trong video này mình sẽ chỉ các bạn cách mà để sở hữu hai món đồ đó như thế nào nha. Rồi, và trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy ấn cho mình một nút like, sau đó ấn mình nút đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để nhận được nhiều thông báo mới nhất từ kênh của mình, bởi vì đó chính là động lực rất là lớn để khiến mình làm thêm nhiều video hay hơn. Và nếu video này được 200 like, mình sẽ làm nhiều cái tựa đề, nhiều content hay hơn dành cho các bạn. Ok, let's go. Happy Robot Shop, nơi bạn có thể mua robot chính hãng, robot 120 giờ cực kỳ nhanh chóng, giá thì rẻ. Cùng với đó đa dạng các loại dịch vụ cày thuê, Club Food, Game Pass, bla bla bla. Hãy đến ngay với Happy Robot Shop nha. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái màu haki nhé. Thì chúng ta thừa biết là trong lớp rùi của chúng ta có những cái màu rất là đẹp xịn sò, haki xịn sò đúng không? Và bây giờ chúng ta có thêm một cái màu mới là một cái màu xanh ngọc các bạn ạ. Thì nó giống như cái là cái dòng tay ngọc bích đấy các bạn. Đấy, cái màu đó như vậy. Ok, thì nếu mà kết hợp với nó thì tầm mình chắc chắn sẽ đẹp lắm đấy. Cũng được đấy. Rồi, thì cách thức lấy nó như thế nào? Thì hôm nay mình đã lên video YouTube, mình coi được một cái bạn nước ngoài thì mình thấy là kiếm gặp Jollyman. Nhưng mà mình không biết Jollyman là ai, mình cũng đã thử đi kiếm ở khắp cái C3 này luôn thì lại không có anh chàng tên là Jollyman các bạn. Đây, thì theo mà mình thấy là nó sẽ bảo là đây là một cái haki giới hạn, chỉ trong vòng một tuần các bạn có thể lấy được nó. Và cái cách như thế nào thì Dũng tới bây giờ vẫn chưa ai tìm ra được. Thì có vẻ như là cái haki này rất là khó lấy luôn anh em ạ. Thì nếu mà haki này có được cách lấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhanh nhất luôn nha. Rồi, thì tiếp theo đó chính là cái mũ bữa tiệc nha. Các bạn đi vào game các bạn thấy là những cái niên này mang những cái mũ như thế này. Đây, đây này, đây nữa, ở đây. Ok, và mọi người thấy là cái mũ này sao mà nhiều thằng đội quá. Mà khi các bạn bấm vào thì nó hiện lên một cái gọi là một cái màn pháo giấy, nó bù màn hình các bạn. Đấy, thì đó gọi là một cái item để đổi những cái quà trong lóc vui hiện tại. Thì phần lớn các bạn biết rồi đúng không, thì rất là nhiều người đăng về cái này. Thì cái mảnh này thì cỡ các bạn sẽ được là 100 mảnh trong vòng 1 tiếng. Các bạn có thể lấy tối đa là 100 nha. Rồi, thì cái nguyên liệu này dùng như thế nào? Thì đơn giản là các bạn có thể nhắm vào thằng này. Thì thằng này ở tại taxi nó đều có hết. Đấy, thì tại đây các bạn có thể đổi được rất là nhiều thứ. Đổi tiền, đổi nhân 2F hay đổi chủng tộc. Các bạn nhanh nhất chỉ tốn 50 cái confetti thì thôi. Và dùng đổi được những trái ác quỷ. Nhưng mà lưu ý ở đây, không có trái ác quỷ vĩnh viễn nha anh em. Đừng bao giờ tin vào những cái lời thông tin sai lệch đó mà các bạn mất đi một cái trái ác quỷ mà các bạn đang sở hữu. Ví dụ trái mochi chẳng hạn, hay là trái lebot, đúng không? Các bạn sẽ rất là buồn nếu các bạn nhận ra được cái điều đó đó. Ok, và trong đó thì các bạn sẽ thấy được có một cái item đặc biệt như mình đã nói ở đầu video. Đó chính là cái mũ này. Đây, cái mũ của cái anh này, thanh niên này đây. Thì cái mũ này sẽ cho các bạn cái gì? Đấy, thì cái mũ này là một cái mũ khá là đặc biệt và lần đầu tiên trong lớp rui nó xuất hiện với cái một chỉ số đặc biệt là nhân 10% F, có nghĩa là các bạn sẽ ví dụ đi, hiện tại của mình là đang là được nhân mình đang có cái gọi là premium thì mình sẽ được nhân là 0.1 ấy, thì nó nhân cho mình là 1.1 đúng không? Thì các bạn khi mà các bạn cái này mình phải bỏ ra cỡ 200.000 để mình được nhân một cái này thôi. Chưa tính nhân 2 của Game Pass nhá. Thì bây giờ các bạn có thể dùng cái mũ đó. Thì cái mũ đó chắc chắn là có thể dành cho nhân cày rồi các bạn ạ. Khi mà bạn chưa đủ cấp đúng không, các bạn đổi mũ đó vào, các bạn sẽ có gọi là thời gian tăng cấp nó nhanh hơn, nó đỡ cực hơn dành cho các bạn. Thì mình không biết là cái mũ đó nó có tăng cho trái food hay không, hay là tăng cho kiếm, súng, melee các thứ. Thì nếu mà nó tăng được cho cả melee thì những cái thứ khác thì nó sẽ rất là xịn sò luôn các bạn. Thì tất nhiên rồi, các bạn cần lên cấp mà, thì sau những các bạn update thì các bạn cũng phải cày cấp để các bạn lên tiếp tục nữa. Thì nó khá là tốn thời gian, vì vậy cái mũ này limited, một tuần duy nhất các bạn có thể sở hữu nó với cái số confetti là 750 confetti, tương đương các bạn phải dành ra là 7 tiếng 15 phút. Bởi vì trong 15 phút sau các bạn trong 15 phút của cái 8 tiếng, cái phút cái tiếng thứ 8 thì các bạn phải đi kiếm nó đó. Ok, rồi, thì đó là tất cả những thông tin mà mình sẽ cập nhật cho các bạn ngày hôm nay. Và chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.